phó, gia đình chúng tôi kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Chồng, cha, nội, ngoại, chúng tôi là cụ Trung tá Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Ngọc Tụng, sinh năm 1934 tại Hà Nội, Việt Nam, đã ra đi bình an tại Tư Gia bên cạnh người thân yêu trong gia đình. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 4 tháng 4 năm canh Tý, tại thành phố Gahana, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cụ quan tại Newcomer Southwest Chapel, 3393 Broadway, Grove City, Ohio. Tang lễ được tổ chức trong phạm vi gia đình tại nhà quảng vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020, do tình hình dịch COVID-19, tan gia không tổ chức viếng linh cũ vào lúc này. Một buổi lễ tưởng nhớ người quá cố sẽ được gia đình tổ chức khi tình hình cho phép. Tang gia đọc khắp báo, hiền thê, bà quả phụ Phạm Ngọc Tùng, nhũ danh Phạm Kim Loan, trưởng nam Linh Phạm, và vợ China Phạm, trưởng nữ Kim Thúy Phạm và chồng Brian Boyer, thứ nữ Kim Anh Phạm và chồng Chili, thứ nữ Kim Khanh Phạm và chồng Kelly Kyo. Các cháu nội, ngoại, Minh, Anh, Cameron Lana Lanaten, Vinh, Nicola và Alexander cá phó này thay thế thiệp tàng